tức đáng chú ý ngày hôm nay được mang đến bạn với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Sau đây là những thông tin chính. Theo tạp chí Politico của Mỹ, các bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO họp vào tuần tới sẽ bắt đầu xem xét lại chính sách kéo dài hàng thập kỷ của liên minh này về quan hệ với Nga. Quan hệ NATO-Nga đã chạm đáy sau khi cuộc xung đột Ukraine bùng nổ năm 2022. NATO dán nhãn Nga là mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất đối với an ninh của đồng minh. Trong khi Điện Kremlin tuyên bố rằng sự bành trướng về phía đông của NATO là mối nguy hiểm hiện hữu. Tuy nhiên, bất chấp sự thay đổi về giọng điệu, NATO vẫn duy trì đạo luật sáng lập với Nga. Đây là văn bản được ký vào năm 1997, 6 năm sau khi Liên Xô sụp đổ. Quy định mục tiêu chung là xây dựng một châu Âu ổn định, hòa bình và không chia cắt. Hội đồng NATO-Nga, một cơ quan được thành lập sau chiến tranh lạnh để hợp tác với các vấn đề an ninh và các dự án chung, đã không họp kể từ năm 2022. Các mối quan hệ đã xấu đi dần dần trong nhiều năm, khi bùng phát xung đột Georgia vào năm 2008, rồi Crimea sáp nhập vào Nga vào năm 2014 và xung đột ở miền đông Ukraine. Một quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã nói với các phóng viên vào ngày 11 tháng 10 rằng các nước thành viên NATO hiện đang trong quá trình cố gắng vạch ra các yếu tố khác nhau của chiến lược đối với Nga và thúc đẩy các cuộc tranh luận bên trong liên minh, đưa chúng ta đến các vấn đề như trong tương lai của đạo luật thành lập NATO-Nga. Trong khi các cuộc thảo luận chính thức cấp thấp đã diễn ra trong nhiều tháng, cuộc họp của các bộ trưởng Bộ Quốc phòng NATO vào tuần tới sẽ là vòng đầu tiên trong một vài thảo luận cấp bộ trưởng về chủ đề này. Trong hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 tại Washington, các đồng minh đã nhất trí lập ra một chiến lược NATO-Nga mới tại hội nghị thượng đỉnh liên minh tiếp theo, được tổ chức tại The Hague vào tháng 6 năm 2025. Quan chức Mỹ nói thêm, hiện tại chúng ta phải có sự hiểu biết trên toàn liên minh rằng đạo luật sáng lập và hội đồng NATO-Nga được xây dựng cho một kỷ nguyên khác. Và tôi nghĩ các đồng minh đã sẵn sàng nói rằng đó là kỷ nguyên khác trong mối quan hệ của chúng ta với Nga. Do đó, điều gì đó mới mẻ là xứng đáng. Quan chức này cho biết hiện tại vẫn chưa có bản thảo nào về chiến lược mới vì trọng tâm là thu thập quan điểm của 32 nước NATO. Ông mô tả chiến lược này là một cuộc tập trận chính trị và tác động quân sự của nó dự kiến sẽ bị hạn chế. Các nước thành viên NATO vẫn có sự khác biệt về việc NATO nên đi xa đến mức nào để tạo ra một bộ quy tắc mới liên quan đến Nga. Một nhà ngoại giao NATO cho biết có lo ngại giữa một thành viên rằng một chiến lược mới rất hung hăng có thể gửi một tín hiệu có thể làm mất ổn định Nga. Ngoài ra, Hungary và Slovakia, hai quốc gia thành viên NATO, đang phá vỡ quan hệ với các nước còn lại trong liên minh bằng cách tiếp tục duy trì liên lạc với Điện Kremlin và nhìn thấy giá trị chiến lược trong việc hợp tác với Nga. Đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushenko đã cho biết rằng NATO không còn che giấu sự thật rằng họ đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự tiềm tàng với Moscow. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushenko đã cho biết rằng các phương án khả thi có thể chống lại Nga đang được liên tục đưa ra, trong khi khối ngân sách quân sự của các quốc gia thành viên đang được tăng cường và các nền kinh tế phương Tây đang được quân sự hóa. Trong diễn biến liên quan, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết rằng khối quân sự NATO sẽ được tổ chức tập trận hạt nhân thường niên từ ngày 14 tháng 10, chỉ trong một thời gian ngắn sau khi Tổng thống Putin công bố thay đổi học thuyết hạt nhân của Nga. Cuộc tập trận hạt nhân của NATO mang tên Steadfast Noon sẽ kéo dài trong 2 tuần. Tập trận do Bỉ và Hà Lan dẫn dắt, sử dụng 8 căn cứ quân sự và liên quan 2.000 người, 60 máy bay của 13 nước. Tham gia vào cuộc tập trận này có các máy bay ném bom và máy bay tiêm kích với năng lực mang vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, diễn tập không sử dụng đạn thật. Phần lớn các cuộc tập trận sẽ diễn ra cách Nga khoảng 90 km ở khu vực Biển Bắc. Nga đã được thông báo về cuộc tập trận này. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov mới đây đã lên tiếng phủ nhận tuyên bố của ông Donald Trump rằng Moscow, Bắc Kinh và Washington từng gần đạt được thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Hãng tin RT dẫn lời ông Ryabkov nói ngày 10 tháng 10, không, điều đó không đúng. Ai cũng biết những nỗ lực của chính quyền thời cựu Tổng thống Trump nhằm đưa phái đoàn của Trung Quốc tham gia vào bàn đàm phán với Nga và Mỹ đã không thành công. Quan chức Nga nói thêm, bất kỳ cuộc đàm phán cắt giảm hạt nhân giả định nào cũng sẽ phải có sự tham gia của các đồng minh hạt nhân của Mỹ là Anh và Pháp, nhưng những quốc gia này tất nhiên không muốn tham gia đàm phán. Trong quá trình vận động tranh cử vào Nhà Trắng năm nay, ông Donald Trump đã nhiều lần đề cập tới mối đe dọa hiện hữu từ vũ khí hạt nhân. Trong cuộc phỏng vấn hôm 8 tháng 10, ông Trump tuyên bố, Nga, Mỹ và Trung Quốc đã gần đạt được thỏa thuận về việc loại bỏ các loại vũ khí hạt nhân và những người khác có khả năng tham gia vào thỏa thuận này ngay sau đó.
Tuy nhiên, dưới thời lãnh đạo của ông Trump, Mỹ đã rút khỏi một số thỏa thuận liên quan đến vũ khí hạt nhân, bao gồm Hiệp ước Lực lượng Hạt nhân Tầm trung INF với Nga. Hiệp ước INF từng cấm Mỹ và Nga phát triển, cũng như triển khai một số loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Hiệp ước này được ký kết vào cuối những năm 1980 nhằm mục đích ngăn chặn một cuộc chiến tranh hạt nhân ngoài ý muốn. Trong khi đó, New START, thỏa thuận song phương cuối cùng còn tồn tại giữa Mỹ và Nga về cắt giảm vũ khí hạt nhân, cũng sẽ hết hạn vào năm 2026. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov, Moscow không thấy có cơ sở nào để đàm phán về việc gia hạn thỏa thuận này, hoặc nói tới sự ổn định chiến lược, chừng nào Mỹ vẫn duy trì chính sách thù địch đối với Nga. Điều này sẽ vẫn như vậy, bất kể ai trở thành Tổng thống tiếp theo của nước Mỹ. Trước đó, hôm 2 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga cho hay, nước này đang chuẩn bị cho một cuộc đối đầu kéo dài với Mỹ, xóa tan ảo tưởng quan hệ hai nước có thể cải thiện trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Hồi tháng 9 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cáo buộc Mỹ đang cố gắng duy trì sự thống trị trên thế giới bằng mọi giá và tìm cách gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Theo hãng tin RT, hôm 1 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho hay, sự nhất trí trong quan điểm chống Nga của lưỡng đảng Mỹ đã khiến Nga phải chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lâu dài với Mỹ. Ông Ryabkov nói, chúng tôi đã sẵn sàng cho điều này theo mọi khía cạnh. Chúng tôi đang gửi mọi tín hiệu cảnh báo đến đối phương để họ không đánh giá thấp quyết tâm của chúng tôi. Quan hệ song phương giữa Nga và Mỹ vốn trải qua nhiều thăng trầm kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Song quan hệ hai nước đã bị giáng một đòn nghiêm trọng vào năm 2014 khi bán đảo Crimea thuộc Ukraine tổ chức bỏ phiếu trưng cầu dân Ý để sáp nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga và xung đột bùng nổ ở khu vực Donbass của Ukraine. Washington và các nước đồng minh đã đáp trả bằng cách áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt đối với Moscow. Số lệnh trừng phạt còn tăng đột biến sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Nhà Trắng còn cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho Kiev. Nhiều quan chức Nga cáo buộc Washington đóng vai trò trực tiếp trong các cuộc giao tranh đang diễn ra giữa quân đội Nga và Ukraine. Nhật báo RBC đưa tin, Điện Kremlin bác bỏ thông tin mà nhà báo Mỹ Bob Woodward viết trong cuốn sách sắp lên kệ rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã có 7 lần nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Vladimir Putin sau khi rời Nhà Trắng. Khi được RBC hỏi rằng có phải Tổng thống Putin và ông Trump đã trao đổi qua điện thoại như thông tin trong cuốn sách, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, không, điều đó không đúng. Trong cuốn sách mang tên World, nhà báo Woodward viết rằng ông Trump đã yêu cầu trợ lý ra khỏi văn phòng trong khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago vào một ngày đầu năm nay để ông có cuộc nói chuyện riêng với Tổng thống Putin. Theo bản tóm tắt nội dung mà báo Washington Post vừa đăng, cuốn sách không cho biết hai người đã nói với nhau về chuyện gì. Cuốn sách dẫn lời một trợ lý giấu tên của ông Trump nói rằng cựu Tổng thống Mỹ có thể đã có 7 lần trao đổi với nhà lãnh đạo Nga từ khi ông Trump rời Nhà Trắng vào năm 2021. Nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump bác bỏ nội dung cuốn sách của ông Woodward, khẳng định thông tin trong đó là bịa đặt. Ông Trump cũng lên tiếng phủ nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News. Cựu Tổng thống Mỹ nói, ông ta là người kể chuyện, một người kể chuyện tồi, ông ta mất trí rồi. Trước đây, ông Trump từng trả lời phỏng vấn ông Woodward và nội dung được đưa vào cuốn sách Grace của nhà báo này, xuất bản vào năm 2021. Nhưng sau đó, ông Trump khởi kiện, nói rằng Woodward chưa bao giờ được phép tiết lộ đoạn ghi âm của phỏng vấn. Nhà xuất bản và Woodward đã phủ nhận cáo buộc trên. Jason Miller, một cố vấn cấp cao và là trợ lý lâu năm của ông Trump, nói với Woodward rằng ông không nghe chuyện ông Trump có các cuộc trao đổi điện thoại với ông Putin. Nhưng ông Miller cũng nói, tôi chắc chắn họ biết cách liên lạc với nhau. Mối quan hệ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Putin bị chú ý kể từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, khi ông kêu gọi Nga tìm và công khai các email mà đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã xóa. Các cơ quan tình báo Mỹ sau đó cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp ông Trump, nhưng cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller sau đó không tìm ra âm mưu nào giữa nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump và Nga. Trong những năm gần đây, ông Trump chỉ trích việc chính quyền Mỹ hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Gần đây, ông Trump nói rằng Ukraine đáng lẽ phải nhượng bộ Nga trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự vào đầu năm 2022. Trong cuốn sách, nhà báo Woodward cũng viết rằng ông Trump đã gửi máy xét nghiệm COVID-19 cho Tổng thống Nga Putin để sử dụng cá nhân khi dịch bệnh bắt đầu lây lan vào năm 2020. Tổng thống Putin đã đề nghị ông Trump không được nói với bất kỳ ai vì mọi người sẽ tức giận. Nhưng ông Trump nói rằng ông không quan tâm nếu có ai biết. Nhưng cuối cùng, ông Trump đồng ý không tiết lộ.
Cuốn sách không nêu rõ thời điểm các máy được gửi đi, chỉ nói rằng đó là lúc virus đang lây lan nhanh chóng khắp nước Nga. Trước đó, một số tờ báo đưa tin, vào tháng 5 năm 2020, chính quyền của ông Trump đã gửi máy thở và các thiết bị khác đến một số quốc gia, trong đó có Nga. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 8 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris chỉ trích ông Trump về việc này vào thời điểm mọi người đang tranh giành để được xét nghiệm. Bà Harris nói, người đó muốn trở thành Tổng thống một lần nữa, người đang bí mật giúp đỡ đối phương trong khi hàng trăm người dân Mỹ phải ra đi mỗi ngày. Trong chia sẻ mới đây, tờ Pravda dẫn lời đại diện của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết, những lời lăng mạ mà ứng cử viên Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra liên quan đến Tổng thống Nga Vladimir Putin cho thấy sự bất lực của giới tinh hoa cầm quyền Mỹ. Theo Pravda, đại diện của Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho biết, tình hình này chỉ phản ánh sự thất vọng và bất lực của giới cầm quyền ở Washington. Các nhà ngoại giao Nga cho biết thêm rằng, Mỹ không thể khiến Nga phải chịu cái gọi là thất bại chiến lược, do đó mới có những lời lẽ công kích như vậy. Các nhà ngoại giao Nga cho biết, ngôn ngữ thô lỗ đã trở thành thói quen của một số chính khách Mỹ hiện nay. Phó Tổng thống Mỹ, hiện tại Kamala Harris, cũng đã chỉ trích đối thủ Donald Trump vì mối quan hệ của ông với Putin. Một ngày trước đó, hãng tin CNN đã công bố một số trích đoạn từ cuốn sách War của nhà báo người Mỹ Bob Woodward. Trong cuốn sách, Woodward nói rằng, trong đại dịch năm 2020, ông Trump bị cáo buộc đã cung cấp cho Tổng thống Putin thiết bị xét nghiệm coronavirus mới nhất để sử dụng cá nhân. Bà Harris đã dùng lời lẽ nặng nề khi nói đến Tổng thống Putin lúc chỉ trích ông Trump vì bị cáo buộc đã xét nghiệm COVID-19 cho ông Putin. Đảng Cộng hòa cho biết không một cảnh nào trong cuốn sách xảy ra trong thực tế và người viết ra nó là người bị loạn trí. Người phát ngôn chính thức của Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng phủ nhận cáo buộc của ông Woodward về 7 cuộc điện thoại giữa ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sau khi rời nhiệm sở. Trong bình luận cho tờ The New York Times, ông Peskov cho biết đây là thông tin sai lệch điển hình trong bối cảnh chiến dịch tranh cử. Cuốn sách chiến tranh của Bob Woodward cũng sẽ được xuất bản vào ngày 15 tháng 10. Cụ thể, cuốn sách mô tả một sự việc xảy ra tại khu điền trang Mar-a-Lago của ông Trump ở Florida, khi chính trị gia này yêu cầu trợ lý cấp cao của mình rời khỏi phòng để ông có thể nói chuyện điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nội dung của những cuộc trò chuyện đó không được cung cấp. Tác giả của cuốn sách thừa nhận rằng ông không có nguồn nào khác xác nhận rằng ông Trump vẫn duy trì liên lạc với ông Putin sau khi rời nhiệm sở. Tờ New York Times cho biết khoảng 20 quan chức chính quyền và tình báo Mỹ hiện tại và trước đây đều cho biết họ không biết gì về điều đó, nhưng một số người không loại trừ khả năng này. Trong diễn biến khác, cuốn sách mới nhất của nhà báo từng tham gia điều tra vụ bê bối Westergate, Gore, cũng kể chi tiết về sự tức giận của Tổng thống Joe Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. Cuốn sách dự kiến sẽ lên kệ vào tuần tới. Ông Trump phủ nhận thông tin này trong cuộc trả lời phỏng vấn ABC News. Cựu Tổng thống Mỹ nói, ông ta là người kể chuyện, một người kể chuyện tồi, ông ta mất trí rồi. Trước đây, ông Trump từng trả lời phỏng vấn Woodward và nội dung được đưa vào cuốn sách Ray của nhà báo này, xuất bản vào năm 2021. Nhưng sau đó ông Trump đã khởi kiện, nói rằng Woodward chưa bao giờ được phép tiết lộ đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn. Nhà xuất bản của cuốn sách này đã phủ nhận cáo buộc. Được biết, mối quan hệ giữa ông Trump với Tổng thống Nga Putin bị chú ý kể từ chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2016, khi ông kêu gọi Nga tìm và công khai các email mà đối thủ Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ đã xóa. Các cơ quan tình báo Mỹ sau đó cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016 để giúp ông Donald Trump. Nhưng cuộc điều tra của cố vấn đặc biệt Robert Mueller sau đó không tìm ra âm mưu nào giữa nhóm hỗ trợ tranh cử của ông Trump và Nga. Trong những năm gần đây, ông Trump chỉ trích việc chính quyền Tổng thống Mỹ hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.